Thưa quý vị, tháng công nhân bầu tháng 5 hàng năm là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động. Nổi bật là các phiên chợ công nhân được tổ chức vào tháng này. Trong đó thì mỗi phiên chợ đều có sự ủng hộ đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp để mang đến những sản phẩm chất lượng với giá cả ưu đãi cho người lao động. Vừa qua, Công đoàn Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức phiên chợ công nhân tại Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Phiên chợ có 22 doanh nghiệp đối tác tham gia với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, giá cả ưu đãi, phục vụ người lao động. Hơn 2.000 đoàn viên người lao động đều nhận được những phiếu mua hàng để mua sắm tại phiên chợ. Phiếu mua hàng là 500 lên, với lại là tiền hỗ trợ cho bệnh nhân là được 1.500 nữa. Nói chung cũng đa dạng, chỉ mua được nhiều. Công đoàn hỗ trợ cho công nhân như thế này thì rất là vui và tạo ra niềm phấn khởi. Các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho biết, hàng năm các cấp công đoàn tổ chức các phiên chợ công nhân đều đăng ký để tham gia hỗ trợ cho người lao động như bán hàng thiết yếu giảm giá, giảm từ 5 đến 15% so với giá thị trường bên ngoài. Các đơn vị doanh nghiệp tham gia phiên chợ đều là những đơn vị có thương hiệu, sản phẩm uy tín, chất lượng. Thì cũng muốn cho sản phẩm được tiếp cận nhiều hơn với người lao động và mong muốn cũng hỗ trợ thêm những người lao động có những cái có thể mua hàng chất lượng và rẻ. Gần như là tất cả các mặt hàng thiết yếu dành cho người lao động thì là bên Tâm Phúc Việt đều có. Ví dụ là dầu ăn, nước mắm, gạo hay là tất cả bánh kẹo rồi đó bên Tâm Phúc Việt đều có hết đầy đủ. Đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của người lao động luôn. Mình mong muốn là được tham gia nhiều hơn về các hoạt động này để hỗ trợ được nhiều hơn cho người lao động trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này. Những phiên chợ công nhân đã có sự chung tay góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, khắc họa rõ nét tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Qua đó góp phần hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho công nhân, người lao động, giúp họ giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống, động viên người lao động tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp, làm việc hăng say, tăng năng suất lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.